Alo, chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với lớp học tiếng Trung online miễn phí. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về nội thất phòng học của trung tâm tiếng Trung Chinese Master gồm những cơ sở vật chất như thế nào. Rồi, ok, đây là bộ bàn ghế ở phòng học của trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Đó, các bạn có thể thấy là gì? Ở đây là ở dãy cuối cùng là gì nhỉ? Là bốn cái máy tính, các bạn thấy không? Bốn cái máy tính. Mình dàn thành một cái dàn ngang, hàng ngang. Để các bạn là đăng ký học viên đăng ký sớm thì sẽ được ưu tiên ngồi sử dụng máy tính này. Hoặc là bạn nào đến sớm thì chỗ trước cũng được, nhưng mà ưu tiên là những bạn nào đăng ký học phí sớm, đăng ký đó học phí sớm trước tiên thì sẽ ưu tiên ngồi máy tính này, ta sẽ là dành cho bốn bạn đầu tiên đăng ký sớm nhất. Còn những bạn nào đăng ký muộn hơn thì các bạn sẽ ngồi ở trên này, ngồi trên các cái bàn đầu tiên đó. Và các bạn để thấy là ở đây mình sẽ đủ đúng 15 chỗ ngồi, nó không hơn và cũng không thừa đó, không hơn và không ít hơn đó, đúng 15 chỗ thôi đó, để đảm bảo sĩ số lớp hoặc là 15 bạn học viên trên một lớp, để đảm bảo là chất lượng học tiếng Trung cho mỗi bạn học viên. Ok, ok nhé. Và đây là cái tủ sách của trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Các bạn có thể vào đây đến, các bạn có thể tham khảo, cầm quyển sách này tham khảo và học thêm tài liệu. Và đây là những cái cuốn sách ở trung tâm tiếng Trung Chinese Master rất là nhiều để các bạn có thể tham khảo. Là trên này là mình dùng chính là gì? Dùng chính là màn chiếu và máy chiếu. Đây, màn chiếu đây, các bạn thấy không? Ở trên đây, các bạn thấy máy chiếu không? Rồi, ok. Đó. Và ở đây là gì ạ? Ở trên màn chiếu là mình đang quay phim để đăng để vào trang kênh YouTube học tiếng Trung online, trang chủ của kênh YouTube học tiếng Trung online của trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Các bạn thấy có thể lấy thấy là cái số điện thoại của mình. Đây, số điện thoại của mình là 090 468 1983, các bạn thấy không? Ok, tiếp theo này là nơi làm việc, và đây là cái sách giáo trình hàng những 6 quyển phiên bản mới, các sách giáo trình mà trung tâm tiếng Trung đang sử dụng ở trên lớp. Đó là sách giáo trình hàng những 6 quyển phiên bản mới này, giáo trình tập viết chữ Hán này, tập viết chữ Hán. Ok, đây là chỗ mình làm việc. Đó, chỗ mình làm việc ở đây. Đó, các bạn có thể thấy là gì? Ở đây rất là nhiều, mình cũng để trang mặc định là gì, trang chủ của kênh YouTube học tiếng Trung online. Đó, đây là số điện thoại của mình là 090 468 1983. Đó, địa chỉ của trung tâm tiếng Trung Chinese Master là số 1148 Tô Vĩnh Diện, là trụ sở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đó, các bạn có thể thấy đấy. Đây. Và mình dùng hai máy tính để làm việc nhé, và để dạy học giảng dạy bằng máy tính. Bây giờ mình áp dụng công nghệ hết, tức là không dùng bảng phấn viết tay nữa mà dùng máy tính hết. Đó, để chúng ta được tiếp xúc với công nghệ, áp dụng công nghệ để không bị lạc hậu với so với thời của cách mạng công nghiệp là 4.0, đúng không? Đó, đây là toàn bộ quang cảnh lớp học phòng học của trung tâm tiếng Trung Chinese Master, các bạn có thể thấy không? Đó, rất là nhiều, đúng không? Đó, để máy chiếu đang hoạt động chạy hết công suất. Đó, chạy công suất. Và mình có đặt cái máy quay ở phía dưới nữa để các bạn có thể thấy là các cái biểu học ở trên lớp mình đều có quay phim trực tiếp tất cả, để các bạn có thể là các bạn học viên có thể lấy tài liệu tham khảo. Và cái video này mình sẽ đăng lên trên kênh YouTube học tiếng Trung online. Đó, đây các bạn thấy không, cái máy quay đây. Giờ mình chưa bật nó lên. Rồi, ok, đây là cái quạt này, và đây là cái ghế VIP này. Ghế VIP, bạn nào đến sớm nhất đăng ký số 1 đầu tiên đấy, số thứ tự đầu 1 đầu tiên thì sẽ ngồi ghế VIP này. Còn các bạn nào đăng ký số thứ thứ 2, 3, 4 thì sẽ ngồi ba cái ghế bên cạnh này. Yeah. Đó, sắp tới mình cũng sẽ triển khai, mình sẽ lắp đặt thêm một dàn máy tính nữa ở hàng tiếp theo nữa. Đó, để ưu tiên những bạn học viên đăng ký không đăng ký sớm hơn, sớm nhất. Đó, được chưa? Đó, học viên ở trung tâm tiếng Trung Chinese Master đều sử dụng máy tính để làm gì? Có sử dụng máy tính để chúng ta gọi tiếng Trung, học từ vựng, và học cả ở trên cả Facebook nữa, cả YouTube nữa. Và chúng ta học kết hợp cả các cái mạng xã hội với nhau để chúng ta tạo thành một cái nhóm tương tác rất là hoàn chỉnh với nhau. Các bạn thấy không? Đây là các cái bàn ghế với nhau, bàn ghế đều mới đầu tư hết nhá, đều mới tinh, mình mới đầu tư hết. Ok, đây là cái quang cảnh ở phòng học bên trong phòng của trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Đó, ok, đây là gì ạ? Logo của trung tâm tiếng Trung Chinese Master này, trung tâm tiếng Trung Chinese Master số 1148 Tô Vĩnh Diện, ngã tư sở quận Thanh Xuân, Hà Nội. Điện thoại là 090 468 1983. Website là gì? tiengtrung.com. Đó, tiengtrung.com. Rồi, bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài để các bạn có thể thấy là ở bên ngoài nó quang cảnh nó như thế nào. Đây, mình mở cửa ra. Đó, mở cửa ra. Rồi, mình sẽ chiếu vào bên ngoài. Rồi, ok. Đây là quang cảnh bên ngoài của trung tâm tiếng Trung Chinese Master, các bạn thấy không? Rồi, ok. Đây là nơi bên ngoài làm việc. Mình tên là Nguyễn Minh Vũ. Mình chuyên dạy tiếng Trung giao tiếp. Chuyên dạy tiếng Trung giao tiếp là cái lĩnh vực thế mạnh chủ lực của trung tâm tiếng Trung Chinese Master. Và thế mạnh thứ hai là gì? Thế mạnh thứ hai là luyện thi HSK. Ok, số điện thoại đây, mình có ghi rất là chi tiết đây, các cái thông tin về website này, số điện thoại này, fanpage này.
YouTube này, và địa chỉ đây là số 1018 Tô Bích Diện, ở phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Rồi giờ mình sẽ lại địa chỉ của trung tâm tình trung Channel Master là số 1018 Tô Bích Diện nha. Giờ mình sẽ lại vào lại căn phòng của chúng ta. Đó, rồi các bạn thấy không, học viên sẽ ngồi đây, sẽ ngồi đây. Rồi mình sẽ mô phỏng vị trí ngồi cho các bạn. Các bạn thích ngồi ở vị trí nào nhỉ? Bạn là thích ngồi vị trí giữa đúng không? Vị trí giữa là vị trí trung gian đấy, vị trí trung tâm đấy, rồi ngồi rất là thoải mái và rất là sướng. Đây, các bạn thấy không? Sẽ ngồi đây, các bạn có thể thấy là rồi, rất thoải mái đúng không? Đây, vị trí đây. Bạn học đây, đúng không? Bạn học đây. Ngồi đây. Đó, mình sẽ ngồi ở phía bên tay phải của các bạn nha. Đó. Và các bạn sẽ ngồi đây và các bạn sẽ học. Các bạn phải có laptop nha. Bạn là ngồi ở cái này phải có laptop đấy, và qua dùng cả điện thoại nữa, smartphone. iPhone này là Android đều ok cả. Đó, đây là để kênh YouTube học tiếng Trung online. Đó, các bạn đều học, các bạn học viên đều vào đây học à? Các buổi học ở trên lớp mình đều có livestream phát sóng trực tiếp ở trên ngay trên kênh YouTube học tiếng Trung online này của mình này, và để fanpage học tiếng Trung học miễn phí, fanpage học tiếng Trung miễn phí ở trên Facebook nha. Đó là mình mô phỏng một cái vị trí chỗ ngồi ở trên tại phòng học của trung tâm tiếng Trung Channel Master. Ok, và tiếp theo này, mình sẽ mô phỏng vị trí ngồi ở phía cuối lớp học, tức là máy tính này. Đây máy tính. Rồi, các bạn thấy không? Máy tính. Đó. Rồi ok, mình sẽ ngồi vị trí này, vị trí trung tâm. Đó, thì các bạn học viên các bạn sẽ dùng máy tính này làm việc nhé, làm việc và học. Đó, kết hợp máy tính này. Đây là các bạn xung quanh, nhìn chung quanh cả. Rồi ok, đây là những bạn xung quanh. Đó, các bạn thấy không? Rất là vui đúng không? Lớp học chúng ta rất là hiện đại, và được trang bị hết tất cả toàn bộ những cái phòng học thiết bị tối tân nhất, hiện đại nhất để chúng ta được học tiếng Trung trong môi trường chuyên nghiệp nhất và thoải mái nhất. Đó, đây là cái mình liên tục đầu tư các cái và nâng cấp các cái trang thiết bị cơ sở vật chất để hỗ trợ việc cho việc học tập và giảng dạy tiếng Trung của chúng ta. Rồi ok, các bạn nhớ ấn subscribe nhá, để mình sẽ, để các bạn được nhận được các cái thông báo mới nhất mỗi khi mình đăng lên video học tiếng Trung online, video gì trên kênh YouTube học tiếng Trung online miễn phí những cái bài giảng mới nhất nha. Rồi mình sẽ tạm dừng tắt video livestream tại đây. Ok, chào các bạn nha.